Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay và test game chiếc Realme C11. Và trước khi vào phần test game chi tiết thì mình cũng xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào test game thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ show cho bạn xem là cái điểm AnTuTu Benchmark của nó là bao nhiêu nhé. Với con chip Helio G35 thì ở đây chúng ta sẽ có điểm số là gần 100.000 điểm và điểm cơ bản của nó sẽ là khoảng 13.000 điểm. Đây là một điểm số mà xét trên mặt bằng chung nó sẽ ngang bằng với lại con chip Snapdragon 625 hoặc là 632. 632 thì có phần nhỉnh hơn một tí đó các bạn à. Rồi, còn giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game thôi. Với con chip Helio G35 thì chúng ta không thể nào mở được ở mức FPS là 30 trong tựa game PUBG Mobile, nhưng mà mình đã sử dụng cái phần mềm bên thứ ba là GFS Tool để mình có thể là unlock lên 30 FPS chơi cho nó mượt, chứ còn 25 hoặc là 20 như là cái mức FPS trung bình thì thật sự nó rất là không chấp nhận được. Đó, đối với cá nhân bản thân mình thì mình không chấp nhận được, cho nên mình đã chỉnh lên là, và đối với việc mà chúng ta sử dụng cái mức FPS là 30 cho nên mình sẽ tự tin nhảy ở Bushinki luôn chứ không phải là cản đâu các bạn à. Cản thì nó bốc hơi nhanh lắm. Nhảy thôi. Ok, những hiện tượng khẩn lát đầu tiên đã xảy ra. Và có lẽ như là con chip Helio G35 này nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm không thực sự là tốt cho lắm rồi. Khẩu đơn cưa mình cũng đâu có bật đâu, cho nên là wow, để xem thử là nó có trải nghiệm tương đương với lại con V-Smart Star 4 không các bạn nhé. Không mượt lắm đâu các bạn à, có hiện tượng khẩn liên tục luôn. Thế thì nói chung G35 thì nó cũng giống như B35 vậy các bạn à. Trời ơi, chơi game khá tệ, hiện tượng khẩn lát xảy ra thường xuyên luôn. Mặc dù là chỉ mới bắt đầu trận thôi, nhiệt độ thì cũng không quá nóng. Điều này thì nó cũng khiến cho mình không thể nào đảm bảo được là liệu mình có đi vào bo sâu không. Tại vì những cái trải nghiệm ban đầu của nó như thế này đã rất là tệ rồi. Hiện tượng khẩn lát xảy ra thường xuyên, rất là thường xuyên luôn. Mỗi lần mà mình mở cửa hay đóng cửa. Độ sáng của con này thì như mình đã nói ở video trước thì nó cũng không thật sự là quá cao. Cho nên là thành ra khi mà chúng ta sử dụng bên ngoài trời ấy, thì nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Điều này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Độ sáng khoảng 400 nits thì nó là một cái gì đó đạt cái tiêu chuẩn rồi. Đó, như thế thì mình cũng không đòi hỏi hơn được. Có người! Đó, khẩn lát xảy ra rất là thường xuyên luôn. Chơi game PUBG Mobile trên con này khá là tệ. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là con này chơi PUBG không ngon nhé mọi người. Con chip G35 này thì nó chỉ đủ để có thể là mượt mà với những cái tác vụ bình thường thôi. À, hiện tượng bị drop và khẩn lát thì on way. Tầm này thì mình nghĩ rằng là các bạn nên lựa chọn những chiếc máy cũ nếu như mà muốn chơi game. À, thì các bạn sẽ có là con chiếc Snapdragon 835, ví dụ như là trên chiếc XZ1 chẳng hạn, chơi game rất là ngon. Thật sự rất là ngon, hơn 2 triệu đồng thôi. 30 FPS trên cái chiếc máy này thật sự nó là một điều gì đó rất là xa vời. Con này mua về để dùng bình thường chứ không chơi game được các bạn nhé. Nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn còn tựa game Liên Quân Mobi. Liên Quân Mobi thì con chip này nó lại mở được ở FPS là 60, cho nên mình rất là tò mò để xem rằng là cái khả năng thực tế của nó như thế nào. Thì phải chờ mình chết trong cái ván PUBG Mobile này thôi. Lái xe cũng bị khẩn lát này. Tính xa quá. Chỗ này cũng chưa có ai lút này, lát nữa quay lại lút các bạn ạ. Tại vì mình thấy là những cái lựu đạn nó vẫn chưa bị đốt cháy. Thính nó xa thế. Ok, buôn đồ. Mặc dù là chơi trên một chiếc máy nó lát mà nó thiếu sự ổn định như thế này, nhưng mà vẫn may là đến gần cuối trận rồi mình vẫn còn sống.
Cho nên là tại vì mình được sống cho nên mình sẽ hát một bài nào đó. Cánh hữu tàn bướm trên cái màn bóng mây xanh ngút ngàn, nước mắt rơi ướt tràn. Sau làn mi khép tình buồn ai ép biết đi về chốn đâu. Khuôn mặt đáng thương cánh chân nếu mòn. Coi thử mấy em ở đâu. Uầy, khẩn lát này các bạn à. Chắc chắn ở đây rồi. Đấy, xe đây mà. Đây, đây mới vui này. Coi ô tô thì chẳng lẽ bốn thằng thì nó chị ra nó sấy rồi. Một thằng, hai thằng, ba thằng à. Ôi, nó lát thế này thì làm sao mà bắn. Ui, căng. Ok, và như vậy mình đã vào từ game Bossy Mobile rồi các bạn nhé. Ở đây thì mình đang để đồ họ thấp nhất luôn. Wow, mồm to thế. Ở đây thì mình đang để cái độ phân giải thấp nhất rồi. Để xem rằng là liệu nó có cho ra một cái trải nghiệm mà FPS nó đủ là 60 hay không. Ui, chơi lô bố là nát rồi. À, cộng vô 2 trước à, được. Chơi à, chơi luôn mày. Thì có vẻ như FPS nó chơi khá là mượt các bạn à. Dao động từ 55 đến 60. Nhiều lúc thì mình thấy nó hơi bị kiểu ngáo ngơ ấy các bạn à. Tự nhiên một con chip yếu, sao mà yếu chạy không nổi luôn. Những tác vụ thường mà nó lại cho 60 FPS làm gì nhờ. Mong lữ bố đừng thấy nha, thấy là nó ra nó cướp luôn đấy. Ui. Không thấy. Ngon. Ulti lên. Ulti lên. Bắt bài rồi, kiểu mình chơi là có kinh nghiệm đó các bạn à, cho nên mình bắt bài được. Lòng ta sinh nguyện khác, ghi trong tim tình nồng mê say, mặc cho tóc mây vừa lên đôi môi cây vẫn khuân mình ta. Ui, game này là dễ rồi, 6-0 rồi. Cái gì đấy? Tính cho màu xanh à? Ui. Không một phát này, nhưng mà FPS nó vẫn dao động ở mức là 55 thôi khi mà các bạn để ở độ phân giải thấp. Game này quá dễ cho chúng tôi. Kỹ năng của tôi không thể nào mà gặp một team như thế này được. Ô, bị lỗi game cũng mất luôn con chơi này. Ui. Lựa bố muốn làm gì với cái trụ của ta đây? Không có. Chạy đi đâu? Con này mà khi chỉnh về cái độ phân giải thấp nhất thì chúng ta vẫn có thể chơi được 60 FPS các bạn à, rất là mượt luôn. Kể cả trong giao tranh thì nó sẽ dao động từ 55 đến 60 FPS. Quá dễ luôn. Game easy. Tiếp. No. Chạy thôi. Lubu. You will die. Lubu. No. À, lag à? Được. Chất lượng. Lòng ta sinh nguyện khác, ghi trong tim tình nồng mê say, mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cây, băn khoăn mình ta lặng trôi giữa đời. Xong, toàn. No. Quá hay luôn. Đó là một sự can đảm chuẩn xác của một người có kinh nghiệm lâu năm trong cái việc, đó chính là đẩy trụ
Và đặc biệt là họ là một trong những người mà rất kỳ cựu trong cái tựa game Liên Quân Mobi này. Wow, thật sự rất ấn tượng đúng không nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết chi tiết các bạn nha. Về trải nghiệm cầm nắm thì với khối lượng tổng thể là 196g, thiết kế khung viền, 4 góc cạnh và mặt lưng được bo cong. Tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Về mặt trải nghiệm hiển thị, loại màn hình được trang bị trên chiếc máy này sẽ là IPS LCD, có kích thước 605 inch, độ phân giải là HD+, độ sáng ổn, chất lượng màu sắc và chất lượng chi tiết tốt. Về trải nghiệm âm thanh, con này không có loa kép stereo, chất âm bình thường, âm lượng to. Đối với tựa game PUBG Mobile, khi trải nghiệm ở mức độ họ là mượt 40fps cộng với đó là tính năng khử răng cưa, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 43 độ C. FPS trong diện bình thường cũng như trong kiện giao tranh thì thiếu sự ổn định, và đặc điểm này nó xuất phát từ đầu trận. Biên trung bình một trận dao động từ 5-7% cho tổng thời gian 25-30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobi, khi trải nghiệm ở mức độ họ là thấp 60fps cộng với đó chi tiết cao, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 42 độ C. FPS trong kiện bình thường dao động từ 58-60, còn trong điều kiện giao tranh dao động từ 52-60fps. Biên trung bình một trận dao động từ 4-5% cho tổng thời gian 15-20 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.